Chào mừng tất cả các bạn đến với Lango Now số 1 về bất động sản thực tế. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương trình Lango Cafe và gặp gỡ một người bạn rất là quen thuộc và đã xuất hiện ở những cái video khác của Lango Now rồi. Đó là anh Chí Biệt Thự. Em chào anh. Anh Chí Biệt Thự hôm nay sẽ chia sẻ với chúng ta một câu chuyện. Đó là từ người bán xe chuyển qua bán bất động sản. Thì như chúng tôi được biết thì trước kia thì anh Chí bán xe Mercedes-Benz đúng không anh? Và bây giờ là chuyển qua bán biệt thự hạng sang ở Phú Quốc. Thì anh Chí sẽ cùng nhau chia sẻ với chúng ta nhé. Nhưng trước hết thì chúng ta nên đi vào cá nhân một tí, hỏi về hoàn cảnh gia đình của như các cái cuộc sống hiện tại của anh Chí như thế nào đúng không anh? Chào khán giả của Lango Now. Mình là Chí Biệt Thự. Thì Chí trước đây hiện tại Chí đang ở khu vực Bình Dương thuộc dự án của Nam Long gọi là E24. Thì Chí cũng về cá nhân thì chị cũng có gia đình, có con lớn, có con lớn 7 tuổi. Trước đây thì chị công tác tại Mercedes-Benz và nay chuyển qua bên bất động sản. Anh cho em hỏi chút là anh có thể chia sẻ một chút cái cơ duyên nào mà anh lại đi làm xe Mercedes-Benz được không? Và cái thời gian anh làm là khoảng bao nhiêu lâu? Thời gian bao lâu? Cũng là cơ duyên là do là vì làm sale mà. Trước đây thì chỉ trước khi làm Mercedes-Benz thì chỉ làm bên cũng ngành ô tô, nhưng mà là ô tô Hyundai. Mà cái mong muốn của mình là được tiếp xúc với những khách hàng mà họ thành đạt thì trong đó có cái thương hiệu Mercedes-Benz, và cũng có mối cơ duyên là một người anh cũng như là một người thầy đã giới thiệu chỉ về bên Mercedes-Benz. Thì em được biết rằng là khi mà anh bán xe Mercedes-Benz ấy, thì đây là một cái dòng xe hạng sang. Thì khi anh bán thì nó có khác biệt gì với khi anh bán xe Hyundai không? Chia sẻ với mọi người thì là thực sự là cùng là hai chiếc xe bốn bánh như nhau, thì đôi khi cái câu hỏi là câu hỏi tương đối khó nhất. Tuy nhiên, vì sao một chiếc xe Hyundai cũng trị giá khoảng đâu vài trăm triệu, nhưng mà với chiếc xe Mercedes-Benz mà cũng như vậy mà giá lên tới hàng tỷ, hàng tiền tỷ. Tuy nó có sự khác biệt nhất định, từ trong thiết kế đến vận hành đến động cơ, tất cả đều khác biệt so với những dòng xe trung bình. Và nó đến từ thương hiệu là đúng không? Dạ vâng. Bây giờ em sẽ hỏi một chút, đó là khi mà anh làm Mercedes ấy, thì anh làm được khoảng 4 năm đúng không anh? Đúng rồi. Dạ. Sau đấy thì lý do vì sao mà anh lại nghỉ làm xe để mà chuyển qua làm bất động sản? Thực ra cái bất động sản thì nó nung nấu trong người chỉ cũng lâu rồi. Đây cũng là một cái cơ duyên thôi. Trước đây thì đồng ý là mình bán ô tô, nhưng mà mình rất là mê đất, và đôi khi mình cũng hay đi coi dự án, coi đất. Miết rồi nó thấm vào trong người và nó thôi thúc con người mình. Và cuối cùng nó có một cái cơ duyên nhất định và mình chuyển qua. Tại vì về tài chính bên bất động sản thì cũng nói vui thì không làm xe thì mới có thể mua được xe. mình nói vui vậy thôi. Thì đấy là một trong hai nhân tố để Chí chuyển qua bất động sản. Thì rõ ràng là anh Chí cũng có một cái lựa chọn tôi thấy cũng rất là tương đồng. Ngay là khi mà anh chị bán xe thì anh chị là chọn là bán xe Mercedes-Benz. Nhưng mà khi anh Chí chuyển qua bất động sản ấy, thì anh lại chọn bán biệt thự hạng sang, chứ không phải là bán những cái căn hộ chung cư hay là những cái nhà phố bình thường. Thì cho em hỏi vì sao anh lại chọn như thế nữa? Thực ra hai phân khúc khách hàng này thì họ cũng có một cái điểm chung nhất định các bạn ạ. Ví dụ khách hàng mà họ sở hữu được những cái dòng xe Mercedes-Benz rồi thì gần như là về nhu cầu ở thì đúng là người ta không cần, và họ là lúc này là nhu cầu đầu tư và nhu cầu sinh lợi, chứ không phải là nhu cầu ở. Và những cái dòng xe cũng vậy, và dòng xe Mercedes-Benz thì họ cũng phục vụ cho nhu cầu là thể hiện bản thân hoặc là để làm ăn giao dịch, chứ không phải là một chiếc xe chắn nắng chắn mưa. Thì hai cái sản phẩm nó cũng tương đồng nhau, cho nên chỉ chuyển qua biệt thự. Tuy là tương đồng hạng sang như nhau đúng không, nhưng mà anh nghĩ đấy, việc bán giữa xe Mercedes-Benz và bán cái biệt thự thì nó như thế nào, nó có khác nhau nhiều không, và anh có tận dụng được hai cái này với nhau được không? Nó chỉ có một điểm tương đồng nhất định là khách hàng có tiền thôi, còn lại là hoàn toàn khác. Anh có thể chia sẻ cái khác đấy được không? Ví dụ như nhu cầu, thực sự là nhu cầu của một người sử dụng chiếc ô tô thì nó là nhu cầu để đi lại, để thể hiện, để đam mê,
Tuy nhiên về bất động sản là không, gần như là chưa có cái đam mê, chưa có cái thể hiện, và chỉ có cái phần là đầu tư thôi, đầu tư và đầu tư sinh lợi, đôi khi nó khác nhau hoàn toàn. Một chiếc xe thì có thể mua thì lỗ nhưng mà rất là dễ mua, nhưng mà bất động sản cao cấp này thì mua thì lời đấy, nhưng mà thật sự là đối tượng không nhiều. Họ một tí nhạy cảm một tí, có nghĩa là khi mà anh bán giữa hai dòng này thì rõ ràng em biết là cái giá trị nó mang lại vẫn là cái kinh tế, và giữa một cái người sale á, thì bán hai cái này thì vấn đề cái thu nhập thì vẫn là tiền hoa hồng. Thì em so sánh giữa cái số lượng xe Mercedes bán ra trong một tháng hoặc là trong một khoảng thời gian nào đấy so với việc bán biệt thự, cũng như cái tiền hoa hồng, hai cái nó có chênh lệch nhau như thế nào hay không, thì có thể chia sẻ mọi người hay không, vì rất là nhiều người tò mò về vấn đề này. Cái này thì chị cũng chia sẻ là về phần hoa hồng thì chắc chắn là về mình bán bất động sản thì chắc chắn nó sẽ chênh lệch nhiều so với về bán ô tô rồi. Tại vì ô tô thì nó có một cái mức lương nhất định của các doanh nghiệp thôi, chứ không hoàn toàn là theo cái tỷ lệ nhân phần trăm như bên bất động sản. Còn các bạn cũng biết bất động sản thì hoa hồng thì họ được tính bằng phần trăm, còn ô tô thì tính bằng lũy tiến. Lũy tiến ví dụ một chiếc có thể là 3 triệu, 5 triệu, 6 triệu hoặc là như nào đó thì nó cũng chỉ như vậy thôi. Anh cho em hỏi tí cho nghe là anh có thể cho em biết là cái số lượng sản phẩm bán ra trong một cái khoảng thời gian khoảng tầm 1 đến 2 tháng khi bán một chiếc xe và bán một cái nhà thì bán như thế nào, cái nào nhiều hơn rồi dễ bán hơn ấy. Chắc chắn là bán một chiếc xe trong vòng tính trong vòng 1 đến 2 3 tháng thì rõ ràng là dễ bán hơn và sản phẩm nhiều hơn. Biệt thự thì sẽ khó hơn một chút. Biệt thự thì phải cũng khoảng 2 đến 3 tháng thì mới có thể ra được một sản phẩm. Trong khi đó xe thì 1 tháng thì có thể ra được 4 5 7 8 9 là bình thường. Đó là một con số rất là khủng khiếp. Đặc biệt là bán xe Mercedes-Benz nhưng mà bán là như thế đó là em thôi nghĩ đó là khủng luôn. Theo em được biết thì anh có rất là nhiều bạn bè bán xe đúng không? Vì mình cũng làm trong ngành bán xe Mercedes cũng rất là nhiều năm rồi, bán xe Hyundai nữa. Thì đến thời điểm hiện tại thì những người bạn của anh có ai đi theo con đường như anh để chuyển qua bán bất động sản hay không? Chắc chắn là có, chắc chắn là có. Thậm chí là người ta đi trước, người ta đi trước anh. Thì các bạn cũng biết rồi thì với bất động sản là một cái ngành rất là hấp dẫn và gần như là ai cũng mong muốn. Trong giới bán ô tô hoặc là giới dân là mình hay gọi là dân làm sale đó, thì ai cũng mong muốn được làm với cái ngành này. Đồng ý là khởi đầu thì nó khó khăn thật, nhưng mà về cái kết quả nó mang lại thì nếu mà mình yêu nghề, mình tận tụy, mình cố gắng khai thác khách hàng, mình cố gắng chăm sóc khách hàng thì chỉ nghĩ là phần thưởng nó không nhỏ. Anh có thể cho em biết rằng là cái khó khăn của cái nghề làm xe với làm bất động sản ấy thì nó như thế nào được không? Khó khăn của hai cái này nó có khác nhau nhiều không? Cái khó khăn của hai cái này thì theo chị nghĩ thì nó cũng giống nhau đó. Giống nhau ở cái là mình thứ nhất mình phải biết tìm kiếm khách hàng. Thứ hai là mình phải biết chăm sóc khách hàng. Thứ ba nữa mình phải là chăm sóc dịch vụ sau bán hàng, thì ba cái đó đều liên quan đến nhau. Và cái ba cái khó khăn đó thì ba phần đó nếu mà mình chưa làm tốt thì có lẽ là sẽ khó khăn chung. Em biết rằng là khi mà làm ở trên cái bán xe thì người ta lại tìm kiếm qua khách hàng qua nhiều kênh được dễ dàng hơn. Nhưng với bất động sản đấy thì đặc biệt là bất động sản nghỉ dưỡng và bất động sản cao cấp thì những cái kênh để mà tìm kiếm khách hàng của nó lại khó khăn hơn như thế này, hơn bán xe khá là nhiều. Thì anh có thể chia sẻ những cái kênh để anh có thể tìm kiếm khách hàng khi mà chuyển từ bán xe mà chuyển qua bán bất động sản, thì anh có thể thay đổi những cái kênh tìm kiếm khách hàng của anh như thế nào được không? Các kênh tìm kiếm khách hàng nói chung thì là tương đối giống nhau. Tuy nhiên riêng nói về internet, về website thì đúng là kênh bất động sản nghỉ dưỡng khó khăn hơn ô tô Mercedes-Benz rất nhiều. Thật sự là
thứ ba nữa là chi phí bỏ ra cho một từ khóa rất là cao, nhưng mà chưa hẳn là khách đã có khách hàng thực sự, và một ngày nhận được một cuộc gọi rất là ít. Cho nên riêng về cái khi mà chuyển qua bất động sản thì mình phải kết hợp thêm là mình phải biết là thêm phải đi có những danh sách khách hàng, mình phải telesale. Trong ô tô thì telesale có nhưng mà ít, riêng bất động sản thì anh em mình phải telesale tích cực hơn nhiều. Đó là cái kênh telesale, là cái kênh mới trong so với anh em ô tô bước vào bất động sản. Khi bán biệt thự thì hiện tại nó tập trung vào cái kênh nào nhiều nhất? Biệt thự thì cũng hai kênh quan trọng là hai kênh website và Facebook là hai kênh quan trọng nhất, và kênh thứ ba là kênh telesale, ba kênh. Thế còn cái việc mà chúng ta gặp gỡ khách hàng ở bên ngoài hoặc là qua những cái mối quan hệ có nhiều không? Cũng tương tự nhau. Ok, đấy là những cái chia sẻ của anh Chí về việc lý do anh chọn qua xe và từ xe mà chuyển qua bất động sản. Thì hỏi thêm một tí nữa, có nghĩa là hiện tại đấy là anh đã chuyển qua làm bất động sản toàn thời gian rồi, thì anh so với cái hạnh phúc khi mà làm xe Mercedes-Benz với thời điểm làm bất động sản hiện tại, thì cái nào làm cho anh cảm thấy nó thoải mái hơn? Thì rõ ràng là với bất động sản thì cái thời gian để mình đi, thời gian mình sẽ cảm thấy thoải mái hơn, bởi vì mình chủ động được công việc. Mình chủ động được công việc là mình chủ động, cái công việc chính của mình là tìm kiếm khách hàng và chăm sóc khách hàng hết. Còn với ô tô thì nó còn nhiều thứ liên quan, chẳng hạn như là xe hỏng hóc giữa đường, giữa đêm hay là như nào đó thì cũng vất vả hơn. Rõ ràng là về bất động mà, cho nên nó không quá nhiều nhiều thứ liên quan, chủ yếu là vẫn tìm kiếm khách hàng và chăm sóc khách hàng là chính. Dạ rồi, em cảm ơn anh Chí. Thì đó là những cái chia sẻ của anh Chí, là một cái người mà đang bán xe và chuyển qua làm bất động sản. Thế anh có lời khuyên nào cho những cái bạn đang bán xe và những cái lời khuyên nào cho các bạn bất động sản hay không? Vì em cũng tin rằng là có những cái người đang bán xe cũng đang muốn chuyển qua bất động sản, và chắc chắn cũng có những cái người đang bán trong bất động sản họ lại chuyển qua bán xe. Thế anh có một cái lời khuyên nào đấy cho các bạn đấy không? Thực ra cái này là cái theo Trí, theo cảm nhận riêng của Trí thôi nha, chứ không phải là cả mình vơ đũa cả nắm được. Thì nếu mà các bạn thực sự đang làm ô tô, ví dụ các bạn đang làm ô tô thực sự đang làm tốt, mà mình đang cảm thấy có cái nguồn thu nhập và mọi thứ đều tốt, và có thể mình phát triển lên trở thành những trưởng phòng, những giám đốc thì của những cái showroom đại lý, thì mình tiếp tục cứ giữ, mình tiếp tục cứ phát huy. Tuy nhiên với những bạn nào mà mình đang cảm thấy là mình chưa được hạnh phúc, thì mình sẽ hãy cố gắng. Tuy nhiên bước qua ngành bất động sản thì cũng khó hơn ngành ô tô chắc phải 2 lần, cho nên các bạn cũng phải nghiên cứu kỹ về doanh nghiệp, về chủ đầu tư, về thị trường trước khi quyết định. Dạ vâng, em cảm ơn anh Chí rất là nhiều đã tham gia chương trình của Lango Now. Thì chúng em chỉ hỏi anh như thế thôi, một vài cái thông tin để có thể rất là nhiều bạn có thể sẽ rơi vào trường hợp như anh, cần để tham khảo. Và cảm ơn rất là nhiều tham gia chương trình. Và nếu mà bác nào mà muốn mua ở đầu tư những cái dự án biệt thự tại Phú Quốc, Nha Trang và những cái dự án cao cấp thì có thể liên hệ với anh Chí Biệt Thự, là anh Nguyễn Duy Chí đúng không anh? Dạ vâng, em cảm ơn anh. Dạ, chào anh.